Lúc này sắp rõ chí tí mê trầy, nơi tháng ngàn kia đọc bàm kết khai bó chá nam chú tổ xạc bột tổ xạc rách bì bòn bàm rồi học sạc bốn. Trên lần tháng ngày tìm một phây bàm bốn khai thân ưu chá nam bì bòn một phây. Bột thơ bò rời sạch chá tràn, mình sẽ thịa chá rách thác nông ca bòm bình bồn cổ xóa, nâng thói bằng cùng bột thà nền nế nâng vò bà sạch sạc nạc chá, đài lãnh chơi máu bì cực mạch thà nền nế. Đài lại nâng tháng ngày ní ưu rùm Này, Pre-Rê-Chia-Na-Chạc-Campuchia, nâng Phật-Bò-Rê-Sát ảnh chơi màu bị khát bắt đầm bóng, Phật-Bò-Rê-Sát ảnh chơi màu bị khát bần tiên miền cháy, Phật-Bò-Rê-Sát ảnh chơi màu bị Rê-Chạc-Thê-Ni-Phân-Pinh, nâng Phật-Bò-Rê-Sát ảnh chơi màu bị cọng bài bạc. Bạn cho rùm trô trung, ca sắc xa đến số rộ bọt xa mà nạ xa, trô trung chẳng hắn Phật-Song nâng trô trung vì xài có sang nền nền nâng vọt. Đại công bông tài chụp các phạc hát, đại sạch xì mong nâng thamô, prôm tiàng xong bài đẹp xinh xinh tiết. Xung bà kênh. ទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទ បានជួបប្រទះទាំងពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ